Nhiều người vẫn không hiểu về thôi miên khi thực hành nó. Và dưới đây là 5 hiểu lầm về thôi miên. Dù thôi miên đã là một phương pháp được công nhận trong lĩnh vực tâm lý trị liệu, nhiều người vẫn có những hiểu lầm phổ biến về nó như sau. Thôi miên khiến cho người ta mất kiểm soát. Một quan niệm sai lầm là người bị thôi miên sẽ mất hoàn toàn ý thức và kiểm soát bản thân. Thực tế, trong quá trình thôi miên, người thôi miên vẫn nhận thức hoàn toàn mọi thứ và chỉ tiếp nhận những đề xuất mà khiến cho họ thoải mái khi chấp nhận. Tức bạn không thể bị điều khiển trong trạng thái thôi miên. 2. Thôi miên chỉ có tác dụng với người yếu tâm lý. Nhiều người tin rằng chỉ có những người dễ bị ảnh hưởng mới có thể bị thôi miên. Trên thực tế, khả năng thôi miên không liên quan đến tính cách mà dựa trên khả năng tập trung và sẵn sàng hợp tác của người tham gia. Nếu bạn sẵn sàng trải nghiệm thôi miên, bạn sẵn sàng đi vào trạng thôi miên ngay lập tức. 3. Thôi miên luôn có tác dụng tức thì. Nhiều người cho rằng thôi miên làm phép màu, giúp giải quyết ngay lập tức mọi vấn đề. Vì họ nhìn thấy trên mạng hoặc ở một nơi nào đó có những video mà trong đó nhà thôi miên chỉ búng tay một cái và người kia hoàn toàn giải quyết được vấn đề của họ. Thực ra đó chỉ là một đoạn cắt ghép. Thôi miên là một liệu pháp cần thời gian và sự kiên trì để đạt kết quả, giống như tất cả các phương pháp điều trị tâm lý khác. 4. Thôi miên làm cho người ta tiết lộ bí mật. Giống như hiểu lầm số 2, thôi miên không thể nào khiến người khác tiết lộ những điều mà họ không muốn tiết lộ, trừ phi điều này hỗ trợ cho quá trình trị liệu của họ. 5. Thôi miên chỉ là diễn kịch. Một vài người coi thôi miên chỉ là màn diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, thôi miên trị liệu lâm sàng được sử dụng hiệu quả trong những lĩnh vực như giảm đau, cải thiện giấc ngủ, giảm stress căng thẳng và hỗ trợ các vấn đề về tâm lý khác. Còn bạn đã có những hiểu lầm nào về thôi miên? Hãy bình luận xuống bên dưới để tôi hỗ trợ giải đáp.